Cơ gì mông chứ có ba lớp, lớp ngoài cùng em thấy có lớp năm có cơ gì em mượn cái viết cơ mông nhỏ mông đây lớn. Cơ mông gì mông lớn lớn này đi mông lớn rồi ngoài ra chúng ta có cơ gì nữa cơ mông nhỏ phía trước lớp năm cơ căng hai cơ căng một đùi và mấy em thấy cơ mông lớn và cơ mông nhỏ nó ngăn cách với nhau bởi gì đi từ màu chậu đến phần lồi cầu ngoài của xương chày đầu trên xương chày thì gãy đầu chày để cho bản chất nó là gân gân được chưa ha cơ mông lớn cơ mông lớn với cơ căng bằng đùi ha thì nó đều bám tại người gãy đầu chày được chưa ha rồi dạ thế cơ căng mặt đùi được cái này luôn nè này cái đỏ đỏ cái này là gì gãy đầu chày món này là gì cơ căng mặt đùi chứ món này là gì món này là gì hả rồi lật lớp ra sao thì mấy em thấy sao nó liên tục được chưa cái này là lớp thứ hai nữa là cơ gì cơ thắt lưng dở được chưa cơ mông nhở và phần này nó sẽ có lớp mạc thường á chỗ này nó sẽ có lớp mạc luôn nó phủ ở đây luôn mấy em chỉ không thấy này đó là mạc phủ cơ mông nhở được chưa nhưng mà cái mô hình này là cố tình làm vậy để cho mình thấy được ha đây lớp thứ hai chúng ta sẽ có hai cơ lớp giữa cơ mông nhở cơ hình lê và cơ hình lê ôi gì cơ mông bé đâu mà cơ mông bé hả chưa từ từ chưa tới từ từ cứ từ không phải anh lột ha xin đó cái này cơ mông bé cơ này cơ mông bé rồi chưa cơ này cơ mông bé ha và cơ mông nhở thì nó sẽ nằm phía sau được chưa nằm phía sau được chưa nó nằm phía sau của cơ mông lớn được chưa ha như vậy đây phía sau cái thì chỉ đây nói là cơ mông nhở và đây là cơ mông lớn ha rồi thì cơ mông nhở và mấy em thấy giữa cơ mông nhở và cơ mông lớn thì mấy em thấy làm sao nó có mạch máu gì nó có nhánh nông được chưa giữa đây giữa cơ mông lớn mấy em thấy là các mạch máu đang xen nè giữa cơ mông lớn và cơ mông nhở thì chúng ta sẽ có nhánh nông của động mạch gì đúng rồi có nhánh nông của động mạch trên chưa rồi giữa cơ mông nhở và cơ mông bé thì chúng ta sẽ có gì chúng ta sẽ có nhánh sâu của động mạch trên như vậy đi đây là động mạch mông trên được chưa như vậy cơ hình lê như vị trí này được chưa cơ hình lê là móc giải phẫu quan trọng để chia mạch máu và thần kinh phía mông trên và mông dưới được chưa rồi ha đây rồi tới lớp thứ ba chúng ta sẽ có cơ gì lớp sau cơ gì cơ mông bé được chưa rồi tới cơ gì cơ sinh đôi trên sinh đôi trên sinh đôi dưới chính giữa chúng ta sẽ có trong trong phía dưới cơ đùi cơ dương đùi được chưa ha đó là các cơ dùng mông rồi về mạch máu thì mấy em thấy đây là cơ hình lê được chưa thì nó sẽ chia ra ha đây là động mạch mông trên đây là động mạch mông dưới và đây là thần kinh gì lớn nhất cơ thể chúng ta thần kinh ngồi được chưa ha nó xuất hiện ở bờ dưới cơ hình lê rồi còn đây là gì cái này mạch máu rồi mấy em nhớ đây ha ngay vị trí này chúng ta sẽ có là gắn vào động mạch đùi thì đây thấy ở phía trước thì động mạch đùi là sau khi qua dây chằng bẹn nó đi từ gai chậu phía trên đến phần củ mu được chưa căng ngang và mấy em thấy là thần kinh đùi từ đám gối thất lên cùng nè động mạch gì động mạch chậu trong sau khi chui qua dây chằng bẹn và tĩnh mạch chậu trong chui qua dây chằng bẹn sẽ đổi tên thành gì thần kinh đùi động mạch đùi và tĩnh mạch đùi được chưa và mấy em thấy nó sẽ nằm ở phía dưới dây chằng bẹn và nói này nó sẽ nằm trong ngăn gì ngăn mạch máu được chưa còn ngăn bên đây là cơ chưa ha rồi thì trong ngăn mạch máu mấy em thấy theo thứ tự ngoài vào trong chúng ta có gì thần kinh đùi động mạch và tĩnh mạch như vậy mấy em thấy là động mạch nó sẽ nằm giữa tĩnh mạch và thần kinh ha rồi xuống đây ha rồi tiếp theo em thấy rồi đây là đoạn đi sau dây chằng bẹn rồi đoạn đi trong tam giác đùi ha thì đi đoạn đi trong tam giác đùi thì nó cũng tương tự vậy rồi mấy em thấy rồi đi trong ống cơ khép được chưa rồi sau khi qua dòng gân cơ khép thì mấy em thấy nó sẽ mà để nói cái cục chơi này rồi thì đoạn trong tam giác đùi á thì mấy em thấy sao động mạch đùi thì nó sẽ cho nhánh gì thứ nhất nhánh lớn nhất của nó là nhánh gì động mạch đùi sâu nhánh lớn nhất của nó là động mạch đùi sâu nó cho các nhánh xuyên ra ngoài được chưa cung cấp máu cho hầu hết vùng đùi sau ha ngoài ra thì nó sẽ có nhánh đi lên trên này nữa nằm ở vùng nông ha nhánh thượng vị nông ở phía ngoài nó giống một chậu nông và đây là nhánh thẹn động mạch thẹn rồi thì ở trên đây mấy em thấy rồi ở phần ngay gần cái chỗ xuất phát của động mạch đùi sâu mấy em thấy đây động mạch này nó đi ra phía sau vùng đùi sau vậy đây là động mạch
đùi sâu, được chưa? Đùi sâu nha, sâu cũng phải sao, sâu nha. Rồi, thì ở gần chỗ xuất phát của động mạch đùi sâu á, thì nó sẽ có hai động mạch nữa, dòng vòng vành cổ xương đùi đó là mạch gì? Mũ phía trước thì chúng ta sẽ có mũ đùi ngoài, đây. Đây, ngay góc này. Phía sau thì chúng ta sẽ có mũ đùi trong, được chưa? Như vậy đây là động mạch mũ đùi trong ha. Rồi, phía trước thì chúng ta sẽ có động mạch mũ đùi ngoài, được chưa? Mà động mạch mũ đùi ngoài á, thì nó sẽ có ba nhánh. Nhánh lên và nhánh ngang và nhánh xuống. Trên mô hình này mấy em thấy không thấy được nhánh ngang được chưa? Đây là nhánh xuống và đây là nhánh lên. Trên mô hình kia thì mấy em sẽ thấy rõ ràng ba nhánh. Lấy ra mượn cái đó. Đây. Ha, đây. Ở dưới này mấy em thấy đẹp. Được chưa? Ba nhánh. Mặt sau. Rồi, mấy em sẽ thấy ba nhánh được chưa? Nhánh lên, được chưa? Nhánh ngang và nhánh xuống, được chưa? Nha, tới mô hình này thì mình không thấy được động đùi sâu, được chưa? Mà tới mô hình này mình thấy được đùi sâu, rõ chưa? Rồi, ha, bạn nhấn lên xuống. Còn về thần kinh thì thần kinh đùi thì nó tắt do sự mập về các tám gối, nó thắt lưng cùng, được chưa? Và đi trong tam giác đùi và mấy em thấy đây là những nhánh này nè, những nhánh nhỏ này á thì nó sẽ chi phối vận động cho các cơ gần, ha, gần giữa cộng trong, được chưa? Rồi nó sẽ cho một nhánh lớn ở đây, một nhánh đi trong móng cơ khép cùng với động mạch đùi và tĩnh mạch mùi, đó là thần kinh gì mấy em? Thần kinh gì? Thần kinh hiển, được chưa? Thần kinh hiển nó sẽ tiếp tục đi với động mạch đùi ha và tĩnh mạch đùi trong móng cơ khép ha, và thần hiển đi xuống và nó sẽ cảm đi ra đông, nó đi dần ra đông và nó cảm giác cho trong của cẳng chân và hàng lưng, được chưa? Rồi sau khi đi trong móng cơ khép động mạch và tĩnh mạch đùi, được chưa, thì nó sẽ đi ra vùng sau, được chưa? Đi vào vùng sau rồi mấy em thấy đây, ngay vị trí này sau chui vô vùng gan cơ khép đi vùng sau, nó sẽ đổi tên thành gì? Đổi tên thành gì? Động mạch pheo và tĩnh mạch pheo, được chưa? Ha, đây thì về tĩnh mạch pheo thì mấy ở động mạch pheo thì mấy em thấy nó sẽ cho các nhánh tham gia vào mạch khớp gối. Đây động mạch gối trên, mấy em thấy này, phía trong gối trên trong, được chưa? Gối trên ngoài, gối dưới ngoài, gối dưới đi trong, nó sẽ tham gia mà mạch khớp gối, được chưa? Còn khúc này là vì sao dùng gắn chân, rồi sao mình học tiếp ha. Rồi tiếp theo thần kinh, thần kinh đi trong trống pheo, chúng ta sẽ có thần kinh gì? Đi ngồi ha. Và mấy em thấy là nó đi dọc theo đủ vùng đùi sau, và mấy em thấy sao? Nó không cho nhánh, được chưa? Nó không cho nhánh, nó gì? Nó không cho nhánh vận động của vùng mông, được chưa? Đùi ngoài ra mà nó sẽ cho nhánh vận động của ở vùng đùi sau này, nó sẽ cho nhánh vận động. Thần kinh ngồi cho nhánh vận động, nhưng vùng mông không cho, được chưa? Vùng đùi thì có, được chưa? Ha, rồi tới vị trí 1/3 dưới của gì? Xương đùi hoặc đỉnh của trống pheo thì nó sẽ chia làm hai nhánh. Nhánh gì? Đi thẳng chung với động mạch pheo, tĩnh pheo. Nhánh gì? Chài, được chưa? Và một nhánh đi lòn ra trước, chúng ta sẽ có là gì? Thần kinh mãn chung, được chưa? Ha, được chưa? Ha, đây là các thành phần trong trống pheo. Và mới thấy các thành phần trong trống pheo sao? Theo thứ tự từ trong ra ngoài, chúng ta có gì? Từ trong ra ngoài và từ trước ra sau. Đây mấy em tưởng tượng, ở đây là phía trước nha, ở đây phía sau, vậy là theo thứ tự từ trong ra ngoài và từ trước ra sau chúng ta có gì? Động mạch pheo, tĩnh mạch pheo và thần kinh chài, thì người ta nói nó sẽ đi theo bậc thang, được chưa? Đi theo hình bậc thang ha. Rồi rồi giờ anh cơ, được chưa? Tới cơ. Cơ ha. Rồi tới cơ vùng đùi á, thì cơ vùng đùi trước thì mấy em thấy, rồi khu vùng đùi trước và vùng đùi sau nó được ngăn cách bởi gì? Thứ nhất là bởi vách gian cơ ngoài và cơ khép lớn, chưa? Khép lớn. Rồi khu cơ đùi trước và khu vùng đùi trước nó chia làm hai khu cơ nhỏ, là khu cơ trước và khu cơ sau, được ngăn cách bởi vách gian cơ trong, được chưa? Rồi rồi tới vùng
cơ một người trước. Đầu tiên chúng ta sẽ có cơ gì dài trên cơ thể, mà cơ may nó đi sẽ từ trên xuống dưới và từ ngoài vào trong, thì chúng ta sẽ có cơ may, hiểu chưa ha. Và khi thi chỉ đây nói gì? Gần cơ may, hiểu chưa? Ở đây mới cơ may cái phần trắng là gần, hiểu chưa ha. Rồi tiếp theo cơ thứ hai chúng ta sẽ có cơ gì? Cơ thẳng đùi ha. Cơ tứ đầu đùi, cơ tứ đầu đùi chúng ta sẽ có bốn phần đây. Cơ thẳng đùi đây, gân cơ thẳng đùi đây, rộng gì phía trong, trong rộng ngoài, được chưa? Và mấy em lưu ý ha, cơ rộng ngoài ha. Đây, cơ rộng ngoài luôn sẽ lên tới đây, được chưa? Mấy em thấy một cơ ở hai vùng cơ mà nó có hai số với nhau, tức nghĩa là một cơ, được chưa? Đây 21 thì cơ rộng ngoài nó sẽ luôn lên tới phần này, được chưa ha. Rồi tiếp theo phía sau cơ thẳng đùi thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có cơ gọng giữa, được chưa ha. Chúng ta có cơ gọng giữa. Rồi còn một cơ vùng đùi trước, nó cơ gì mấy em? Đi từ vùng thắt lưng xuống, cánh chậu xuống, thắt lưng xuống thì chúng ta sẽ có cơ thắt lưng chậu ha. Thắt lưng chậu, được chưa? Rồi đó là cơ vùng đùi trước. Rồi tiếp theo cơ vùng đùi trong nó sẽ đảm bảo chức năng là khép đùi, thì chúng ta sẽ có các cơ nào trong cùng nhất? Cơ thon, được chưa ha, nằm phía trong. Rồi tới cơ gì? Cơ khép dài, vậy chưa? Theo thứ tự từ nông đến sâu chúng ta sẽ có khép dài, khép ngắn và khép lớn. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ gì? Cơ lược, được chưa ha? Và cơ lược ha. Rồi đó là cơ vùng đùi trong. Rồi đó là đơn vùng đùi. Rồi giờ tới, rồi tới cơ vùng đùi sau. Vùng đùi sau thì tương đối dễ hơn ha. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có cơ gì ở phía ngoài? Thì mang thấy phía ngoài thì chúng ta sẽ có cơ nhị đầu, được chưa? Nhị đầu đùi thì chúng ta sẽ có đầu dài. Cái thi đây nói đầu dài nha. Đây phía sau đầu dài thì chúng ta sẽ có đầu ngắn, được chưa? Đầu ngắn ha. Rồi đây ở trong thì chúng ta sẽ có bán gân, dưới là chúng ta sẽ có cơ bán màng. Rồi rồi phía sau này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có cơ khép lớn ha. Đây khép lớn ha. Này luôn nào em? Không, cái này là ấy mà, này là cơ bán nha, cơ bán mềm mà, được chưa ha. Rồi được chưa? Rồi mấy em chia đi.